Em tên Trang, 51 tuổi. Em muốn lên đây kết nối yêu thương với anh Việt Kiều tên Ngụy, 74 tuổi. Em nếu mà được thì em về làm vợ anh, em sẽ chăm sóc anh trọn đời. Nghe anh nói là cũng hợp tình hợp lý. Thí dụ như bây giờ mình cũng quá cực rồi, làm hoài nó quá khổ và quá cực nữa. Bây giờ mình nghe là anh nói là mình cưới về là lấy vợ về làm vợ chứ không có đi làm ăn, đúng không? Mình làm việc nhà rồi này nọ thì được, ok. Nói chung là mình quá khổ, bây giờ mình muốn đổi đời. Đúng rồi. Trời ơi. Thế bây giờ trong cái chương trình lên mà chẳng may mà những anh Việt Nam mà thích chị thì chị có đồng ý không? Không. Không đồng ý luôn. Không. Khổ quá rồi. Trời ơi, thẳng thắn vậy. Không, cái đó là chị nói thật, nói thật. Thật lòng luôn. Chứ chị ở nhà mướn này là mấy chục năm rồi. Chị sợ quá à. Ờ. Thiệt, chị sợ nhất là cái tiền mượn nhà mướn, xây qua xây lại cái tới. Mẹ chị bao nhiêu tuổi rồi? 70 tuổi. 70 tuổi. Bây giờ hai mẹ con đang sống chung với nhau. Rồi bây giờ chú Thủy Việt Kiều Mỹ mà 74 tuổi về nhà sống chung đó rồi xưng hô làm sao? Có sao đâu trời, thì mẹ chị nói chung là hai đứa con gái. Là mẹ chị mới có 70 thôi, à. Mà chú Thủy tới 74 rồi. Đâu có sao trời. Quý vị và các bạn quay trở lại câu chuyện ngày hôm nay. Hôm nay có một chị gái cũng lặn lội quãng đường rất xa, đi từ dưới miền Tây lên đây giữa trời trưa nắng chang chang. Yêu cầu tìm kiếm một nửa cũng hơi căng, hơi khó. Liệu ngày hôm nay chị có tìm được ai hay không? Xin mời mọi người cùng đón xem. Thay mặt anh em trong chương trình xin chào chị nha. Chào anh em. Chị cho mọi người biết mình tên gì, bao nhiêu tuổi rồi, mình đến từ đâu. À, chị chào cộng đồng mạng. Chị là chị tên Trang. Chị từ ở thành phố Hồ Chí Minh. Chị Trang bao nhiêu tuổi rồi? Chị năm nay 51 tuổi. Nhà mình ở đâu? Nhà mình ở quận 8, phường 14, quận 8. Ồ, nhà mình Sài Gòn luôn hả? Ở Sài Gòn. Ồ. Chị về ở bên ba chị bên nội á, là ở dưới Bình Chánh á, 7 năm rồi. Rồi tình trạng hôn nhân của mình thế nào? Chị gãy đổ năm 89. Rồi thế mình có mấy người con? Có một cháu nay là 33 tuổi. Một cháu nay 33 tuổi, con trai con gái? Trai, cháu có gia đình riêng, ở riêng hết. Ồ, thế hồi đó sao mình quyết định mình chia tay thế? Bị coi như là không có hợp tánh tình, với là mình bị hành hung quá. Ừ, thế bây giờ mình đang làm công việc gì? Chị đang làm công nhân ở xe Phương Trang á. Đang làm công nhân? Vụ, tạp vụ trong hãng xe Phương Trang xe. Rồi, ok. Bên Minh Hùng có bán nước cốt nhập ủ 6 tháng thì nó mới được như cái hình bên cái chai này. Chị nhức mỏi này, đau nhức này, các vấn đề về xương khớp, huyết áp cao. Quý vị và các bạn ủng hộ Huy Hùng mua hàng thì hãy gọi điện số điện thoại trên màn hình này, Huy Hùng sẽ giao hàng tận nơi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Thế thì mình công việc mình ổn định không? Vậy thì làm tháng cũng 7 triệu đó em. Ồ, 7 triệu là cũng tốt rồi. Rồi. Chỉ còn mẹ già 70 tuổi. Mẹ già nữa. Thế hôm nay mình lên chương trình mình muốn tìm kiếm một nửa yêu thương như thế nào ha? Chỉ mong chương trình giúp cho chị kết nối yêu thương cho chị anh Việt Kiều mà 70 mấy á. Anh Việt Kiều Mỹ, 74 tuổi, là chú Thủy hả? Chú Nghị, chú... Chú Thủy. Chú Thủy Việt Kiều Mỹ là mới về nước có 2 tuần nay à? Đúng rồi. Trời ơi, chị xem cái chị khóa luôn hả? Chị xem. Chị xem nhưng mà hợp tánh hợp tình mình... Nhưng mà chị năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Chị cái 51 mà. 51 mà chú Thủy 74, vậy là hơn mình 23 tuổi. Không sao. Hơn tới 23 già tuổi á. Không có sao, không có chê. Càng già càng tốt. Càng già nhưng càng thương mình. Người ta chỉ kiếm người thương mình, thương yêu mình là chị thích. Càng già chị càng thích. Càng hiểu chuyện hơn. Trời ơi, mà sao mà mình khóa cho Thủy 74 tuổi vậy? Thì nghe anh nói là cũng hợp tình hợp lý. Thí dụ như bây giờ mình cũng quá cực rồi. Làm hoài nó quá khổ và quá cực nữa. Bây giờ mình nghe là anh nói là mình cưới về là lấy vợ về làm vợ chứ không có đi làm ăn, đúng không? Mình làm việc nhà rồi này nọ thì được, ok. Nói chung là mình quá khổ, bây giờ mình muốn đổi đời. Đúng rồi. Trời ơi. Nhưng mà đổi đời thì cũng được, nhưng mà bây giờ chú Thủy tới 74 tuổi rồi mà mình mới có 51 tuổi, là chênh lệch nhau quá trời. Có sao không? Không có sao đâu. Chị thích người lớn tuổi. Thích người lớn tuổi, nhưng mà sao mà mình lại khóa chú Thủy vậy? Thì tánh tình nói chuyện thì mình thấy mình... Chị coi cũng nhiều lần cái trang này rồi. Ừ. Coi của em cũng nhiều lắm. Mà từ ngày anh về tới giờ là chị cũng coi hoài. Bên em là có nhiều chú Việt Kiều lắm á. Nhiều anh Việt Kiều lắm á. Không, mà nếu mà không được nha, chú Thủy thì người khác cũng được, nhưng mà... Phải Việt Kiều. Phải Việt Kiều. Ừ. Thế bây giờ trong cái chương trình lên mà chẳng may mà những anh Việt Nam mà thích chị thì chị có đồng ý không? Không. Không đồng ý luôn. Không. Khổ quá rồi. Trời ơi, thẳng thắn vậy. Không.
không, cái chị nói thật, nói thật. Thật lòng luôn. Chị nói vậy mấy anh Việt Nam buồn sao? Không, không phải là mình không phải chơi Việt Nam, nhưng mà chị đã dập đổ 2 lần. Ồ. Chị cũng khổ quá. Thành ra vậy bây giờ chị không có muốn tiếp tục, tại vì bây giờ giống như mình làm lương tháng vậy không đủ nuôi mẹ già. Mình muốn kiếm một cái bờ vai để mình nương tựa vô cái bờ vai đó, cũng phụ mình phần nào nó cũng đỡ. Đổi đời luôn. Thế bây giờ mà cũng có một anh Thủy, chú Thủy Việt kiều Mỹ á, là mới về Việt Nam có 2 tuần thôi, mà lương hưu của chú là hơn 2.000 đô, thì nó tính như tiền Việt khoảng hơn 50 triệu. À, chú nói là bây giờ mà cưới vợ ở Việt Nam thì sẽ mua nhà và cho vợ đứng tên luôn. Đúng rồi. À, mình nghe mình khoái đúng không? Chị nói thiệt lòng với chị, là chị nói với em nghe là chị nói chân thật, chị không có nói xạo. Chị là ở nhà mướn mà còn một mẹ già. Ồ, cực. Thành ra đâm ra chị cực lắm. Chị mới nhờ cái bờ vai để cho vững chắc là chị mới bước tới nữa, bước nữa. Là mình chứ muốn... còn nếu mà thương mấy anh Việt Nam thì ở đây thiếu nhiều người lắm. Nhiều lắm. Đó. Nhưng mà chị không chịu. Nhiều người thương chị. Biết người ta có lo cho mình không? Thì mình tự làm, mình tự ăn. Tự ăn thì được rồi, mà còn mẹ già. Trời ơi, một mẹ một con khỏe re có gì đâu. Con chị ở riêng. Ý là chị làm, chị nuôi mẹ chị bình thường mà có gì đâu. Ở nhà mướn em ơi. Trời. Chị ở nhà trọ này ha 30 năm. Thế bây giờ ví dụ mà anh nào mà cũng ở trọ mà thương chị đồng ý không? Không đồng ý. Tại sao thế? Chị cứ nói với em là chị không. Bây giờ chị trả lời thẳng thắn là Việt Nam chị không chọn. Chị không chọn. Chắc chắn như vậy. Bây giờ ví dụ như những anh Việt Nam mà lương tháng mấy chục triệu thì sao? Chị không thích. Không chọn luôn. Trời ơi. Cứ thích Việt kiều mới chịu. Nhưng mà chị nói vậy là nhiều anh Việt Nam buồn á. Không, cái đó là chị nói thật. Chị nói thật lòng. Nó lớn lên. Nhưng mà lý do tại sao mà mình lại cứ thích chọn Việt kiều Mỹ? Thì chị cũng muốn, thí dụ như ảnh rước mình về bển, mình cũng đi làm được này nọ, mình cũng nuôi được, giúp được gia đình mình đã khó khăn rồi. Thí dụ như bây giờ ảnh lấy mình, ảnh bảo lãnh mình về bển, thì mình không cần ảnh nuôi mình đi làm ở bển, cũng có cái đồng tiền để mình lo gia đình được. Còn nếu lấy mấy anh Việt Nam này một tháng, thí dụ như ảnh làm 7 triệu, ảnh nhậu hết 5 triệu rồi. Còn 2 triệu cái ảnh đi. Đâu, có nhiều người không nhậu chứ, đâu phải ai cũng nhậu đâu. Là không còn. Có nhiều anh Việt Nam đâu có nhậu nhẹt gì đâu, làm tích góp tiền bạc đưa cho vợ con mà. Không có đâu em ơi. Hiếm lắm. Bên nói chung là chị không thích Việt Nam. Chỉ thích Việt kiều Mỹ thôi. Thế bây giờ Việt kiều, ví dụ như Việt kiều Campuchia, Việt kiều Lào mà thích mình thì sao? Không đâu. Không chịu. Không. Chỉ Việt kiều Mỹ thôi. Quan điểm vững vàng ấy. Thế thì bây giờ mà lên chương trình này á, thì cũng có anh Việt kiều Mỹ, nhưng mà tiền bạc này kia là con cái anh nắm hết. Một tháng chỉ cho anh 10 triệu hay là 15 triệu gì để xài thôi. Được. Chị có đồng ý không? Ok. Có 10-15 triệu thôi, không có nhà ấy à? Được. Không có nhà đâu, ở đâu? Bảo lãnh chị đi về bển là chị chịu. Không bảo lãnh, anh ấy sẽ về Việt Nam sống chung với chị. Sống chung với chị mà không có nhà nữa, đưa 15 triệu rồi là đủ tiền nhà rồi. Ở trọ cùng với chị. Thì chịu không? Thì ở trọ cùng chị, anh bỏ em 15 triệu đó, anh phụ anh trả tiền nhà cho mình. Không được hả? Không được. Không. Trời ơi, 15 triệu không được luôn. Không đủ để trả tiền nhà đúng không? Vậy anh dễ nở nữa, mình còn phải lo cơm nước, nhà cửa này nọ nữa, thì làm sao đủ? Không đủ. Đúng. Chị là tính cũng hay á. Giống như bây giờ anh có nhà cửa, là một tháng anh cho chị bao nhiêu cũng được. Ví dụ như anh nó có nhà cửa sẵn, như có nhà cửa, một tháng cho mình 15 triệu thì cũng được. Ok, 10 triệu cũng được. Ờ. Không cần đòi hỏi nhiều. Chứ còn không, không có nhà cửa mà mang. Không có nhà cửa mà đưa như đó chị cũng đâu. Không có nhà cửa mà 15 triệu được, không ăn thua. Không. Trời ơi, chị tính kỹ dữ. Không đâu, chị nói thật chứ chị không có quá khổ. Xài nhiều quá đúng không? Quá khổ thì sao mình không tự làm đi? Chị tự làm từ hồi xưa giờ chị tự làm không đó chứ. Ý là bây giờ mình cũng tự làm đi, mình chỉ kiếm một hạnh phúc chân thành thôi. Không được hai lần gãy đổ rồi, lần sau này chị cũng quen người 5-7 năm đó mà cũng không... Ý là bây giờ mình còn sức khỏe thì mình tự làm, mình tự kiếm ăn, mình chỉ kiếm một hạnh phúc chân thành thôi. Mà chị kiếm phải có nhà. Nhưng phải có nhà. Đúng. Bên Huy Hùng có bán mật ong rừng nguyên chất được khai thác từ trong rừng ra, giống như cái chai bên cái hình này, đảm bảo nguyên chất, chất lượng, an toàn, rất là tốt cho sức khỏe. Quý vị và các bạn mua hàng hãy mở hàng ra kiểm tra, đúng đảm bảo chất lượng hàng thật thì mới thanh toán. Quý vị và các bạn ủng hộ Huy Hùng hãy mua hàng thì liên hệ số điện thoại ở trên màn hình. Huy Hùng sẽ giao hàng miễn phí toàn quốc. Chị ở nhà mướn này là mấy chục năm rồi. Chị sợ quá. Ờ.
Thiệt, chị sợ nhất là cái tiền mua nhà mướn, xây qua xây lại cái tới. Mẹ chị bao nhiêu tuổi rồi? 70 tuổi. 70 tuổi, bây giờ hai mẹ con đang sống chung với nhau. Rồi bây giờ chú Thủy Việt Kiều Mỹ mà 74 tuổi về nhà sống chung đó rồi xưng hô làm sao? Có sao đâu trời, thì mẹ chị nói chung là hai đứa con gái. Là mẹ chị mới có 70 thôi, à. Mà chú Thủy tới 74 rồi. Đâu có sao trời. Không có sao, không có phân biệt. Thời buổi bây giờ mà em có phân biệt tuổi tác là nó đâu có phân biệt tuổi tác đâu. Chị thấy có cái chương trình đó lên á, cái em gái đó có 40 mấy tuổi mà ưng cái người chồng 80 mấy tuổi đó. Trời đất ơi. Trời ơi, bây giờ là kiếm chú Việt Kiều Mỹ là về là phải nói chung ý của chị là kiếm một chú về phải lo cho chị. Không phải cần mà lo cho chị, giống như là cũng phụ giúp chị phần nào. Thì phải có vật chất. Ý là lo cho chị rồi lo cho mẹ chị luôn. Chị thì chị lo cho mẹ chị được rồi, nhưng mà chị chỉ sợ là giống như là mình lấy một người Việt Nam nữa về ăn nhậu rồi này bài bạc rồi. Rồi nói chung là phải lo được cho chị và lo là cho đúng mẹ rồi, của mình. Đúng rồi. Rồi. Cái người nhỏ tuổi quá không có biết lo. Nhưng mà bây giờ mình lên chương trình thì có nhiều người nói là mình còn sức khỏe còn trẻ sao mình không tự làm tự kiếm ăn đi, mà mình muốn kiếm chồng giàu làm chi, rồi chị sẽ giải thích làm sao. Chị muốn giúp đỡ gia đình chị chứ, gia đình chị cũng khó khăn mà đâu phải là bản thân của chị mà để chị lấy để chị sung sướng. Chị còn mẹ già mà còn con là còn chị em đã gia đình khó khăn, nói chung là lấy chị mình là phải lo cho gia đình nhà mình luôn. Đúng vậy, là cánh hết gia đình đi bảo lãnh được á, thì đi qua bển là chị cũng đi làm chứ chị đâu ở nhà mà để cho anh nuôi đâu. Chị muốn là như vậy, ý định của chị là muốn đi qua bển để chị làm ăn có tiền chị gỡ về gia đình, là phải lo cho mẹ mình nữa mới được. Đúng ha rồi. Chứ còn nói gì ở đây lo một mình chị còn lo không xong, nó làm gì mà lo tới mẹ chị. Trời ơi. Anh nào mà muốn đến với chị phải lo được cả mẹ mình nữa, hai mẹ con ha. Mà Việt Kiều Mỹ lo hai mẹ con chắc cũng được thôi, có gì đâu. Tháng mẹ tới 50 triệu mà. Mẹ già giờ ăn có bao nhiêu đâu. Mà mẹ già ăn bao nhiêu đâu thì bây giờ ví dụ như mà anh nào làm xe ôm bảo vệ nhưng mà có nhà cửa đàng hoàng luôn ở Việt Nam, lương thu nhập một tháng cũng 10 triệu đấy, đến với chị có đồng ý không? Không. Không được. Trời sao thế? Chị ý định chị là chị muốn đi sang nước ngoài. Nhưng mà anh đó có nhà luôn, đón chị với mẹ chị về nhà nó ở luôn. Không dễ đâu em ơi. Không dễ đâu. Chị không đồng ý hả? Không. Nếu bây giờ một anh có nhà ở Việt Nam, không phải Việt Kiều Mỹ nhá, nhưng mà có nhà ở Việt Nam thì thu nhập khoảng bao nhiêu thì chị mới chịu? Không, theo ý của mình. Ý của chị không thích là lấy chồng Việt Nam ở đây. Thế bây giờ ví dụ chẳng may mấy anh thích chị quá hay sao? Không có thì thôi. Không có ở vậy. Bây giờ anh kia có nhà ở Việt Nam luôn, lương thu nhập một tháng 40 triệu, đón chị với mẹ chị về nhà nuôi luôn, chị đồng ý không? Không. Không đồng ý. Không. Lý do tại sao? Chị muốn đi có chồng Việt Kiều, một là đi ông quản. Việt Kiều qua nó cực lắm chứ không có sướng đâu. Chịu cực chị làm mà, chị còn làm nổi mà, sức lao động chị còn làm. Thế bây giờ ở Việt Nam ăn nuôi mình không sướng là sao mà cứ muốn qua Mỹ chị? Không có dễ ăn nuôi đâu em, không có dễ. Trời ơi. Tình tuổi này chị biết mà. Qua Mỹ cực lắm á, không đơn giản đâu nha. Thì không qua bển thì được, thì mình ở đây. Ở đây mình cũng vẫn làm ăn mua bán đồ này nọ chị. Nhưng mà chị ấn tượng nhất là chú Thủy Việt Kiều Mỹ điều gì? Chú Thủy nha. Chú Thủy Việt Kiều Mỹ 74 tuổi. Thì ảnh nói là muốn ở đây á, thì ảnh mua nhà ở đây. Vậy cùng hai người đứng tên rồi đó. Ồ khoái, mình nghe đứng tên cái mình thấy uy tín. Thì mình nghe mua nhà đã, chị không về nhà. Bây giờ là chị nghe nói mua nhà, chị ở đây là chị nghe là chị kết rồi. Anh nghe, anh nói là hèn chi mà giữa trưa nắng mà chạy lên gặp tụi em. Không quản ngại đường xa nhỉ, trời nắng chang chang, tới sáng giờ lên đây thì ăn uống gì chưa? Sáng ăn chưa? Ăn hết miếng bánh nước. Uống chưa? Uống rồi. Uống chưa? Uống hai lần nước. Trời ơi, uống đầy đủ vô chứ trời ơi. Đi đường xa đó. Ăn uống đầy đủ vô chứ thế mà lên nó chưa nắng kiểu này. Chị cực cực mà, chịu đắm ăn xôi đi. Đâu, mình đi kết nối yêu thương là nó phải vui vẻ, văn minh, lịch sự, nó sự đồng thuận giữa hai bên. Chứ sao làm gì đâu mà chịu đắm ăn xôi. Thì bây giờ ý là mình nói là mình chịu cực á, chịu cực sướng thì sau này mình sướng. Nhưng mà bây giờ mình mà chú 74 tuổi đó, hơn má mình tới 4 tuổi á. Hơn má tới 4 tuổi liệu có ổn không? Hơn má mình rút rút đồ điện nha, rút đồ điện nha, rút đồ điện nha thầy. Dạ.
Đó đúng rồi, chút đồ điện ra. Rồi, báo thức. Trời ơi, chỉ là nói mà còi nó hú luôn rồi kìa. Dạ. Dạ. Chị nói quá mà còi nó hú rồi kìa. Rồi, bây giờ chị có thay đổi chút xíu về yêu cầu của mình không? Chị tắt được không? Không được rồi, chị cứ nói đi, mình có thay đổi chút xíu yêu cầu của mình không? Có cao quá không? Thay đổi, chị nói là một lời là một lời. Một là một, hai là hai. Không có chọn, người bình thường là không chọn ha. Trời ơi, cái còi mà nó còn phản đối chị luôn rồi kìa. Trời ơi. Không đâu, chị nghĩ là chắc cũng lên đây là cũng một cái duyên đó, chị mới lên đây. Thì đúng là một cái duyên rồi, nhưng mà em sợ là cái yêu cầu của chị hơi cao, nó hơi khó đấy. Thì nó hơi khó đấy, chị có ngắm gỗ không? Ừ? 60 thôi. Ý là bây giờ mà Việt Kiều Mỹ mà lương tháng 50 triệu là sợ hơi khó à. Không, chị đâu có cần mà cái lương mà 50 triệu mà để chị hưởng hết đâu. Không. Mình sẽ chia bớt anh ha. Ảnh nhất ra, ảnh chức ra, ảnh lo cho chị phần nào thôi. Ừ. Chị đâu phải mà chị đòi hỏi là hết 50 triệu mà để về ta chị đâu. Không. Còn bao nhiêu nhất cho anh nhá, còn mà chị còn bao nhiêu? Thông thảo ảnh cho chị nhiêu, chị nhận nhiêu. Cho nhiều lấy nhiều. À. Chứ đâu phải là tháng đó anh cho anh 5 triệu, 10 triệu, 7 triệu. Bao nhiêu chị cũng nhận, mà xin miễn là chỉnh có nhà mua cho chị ở là chị ok. Phải mua nhà cho mình. À. Việt Kiều Mỹ mà mua nhà cho mình ở Việt Nam cho mình đứng tên luôn. Nếu mà anh hai mua nhà. Đứng tên. À cho hai vợ chồng đứng tên. À, là chị khoái cái đó ha. Rồi hôm nay mình lên đây rồi má mình có biết không? Có chứ, mẹ bà cũng. Mẹ nói gì không? Mẹ có muốn lên không? Kêu đi đó. Ý là mẹ có muốn lên kết nối không? Mẹ lên chi nữa dạ. Mẹ 70 ít hơn chú đó. Mẹ cũng đẹp gái lắm mà. Ừ. Thấu dạ. Mẹ đã ít hơn chú Thủy bà 4 tuổi á. Không đâu, mẹ không có lên. Mẹ không có muốn lên hả? Mẹ bị mới tai nạn đó. Trời ơi, thôi được rồi. Chứ bây giờ em nói thật chị là yêu cầu chị đưa ra là hơi căng, hơi khó đấy. Việt Nam là không chịu, chỉ có Việt Kiều thôi. Mà Việt Kiều mà lương cũng 15 triệu chị cũng không chịu luôn. Không, Việt Kiều thì 5-10 triệu gì cũng được. Miễn nhưng hồi nãy em kêu chị mà là 15 triệu mà về nhà chị ở. Về nhà chị ở là không chịu luôn. 15 triệu nhưng phải có nhà. Chị có nhà mới được chứ. Chị không đã không nhà, chị ở nhà mướn chị sợ quá trời. Thì bây giờ mình đưa anh Việt Kiều đó về nhà mình ở trọ luôn. Không được đâu em ơi. Khó lắm em ơi. Trời ơi, khổ muốn chết nữa. Khổ quá, khổ rồi hả? Thoát cái cảnh nhà trọ mà. Trời ơi. Mình muốn thoát cảnh nhà trọ. Chị nói cho em nghe nè. Chị lên đây là chị muốn chương trình giúp đỡ cho chị. Ừ. Chị kiếm được cái mảnh yêu thương là cái nhà gì, cái nhỏ cỡ nào cũng được, miễn là có cái nhà để che nắng che mưa. Chứ bây giờ ở nhà trọ hoài là mấy chục năm nay rồi. Bây giờ mình muốn thoát cảnh nhà trọ thì mình phải cố gắng mình lao động, mình cố gắng mình làm việc cho mình có dư tiền rồi này kia, rồi mình cải thiện cái cuộc sống mình sau. Trong mình không làm như vậy mà mình là muốn. Bây giờ em nghĩ chị làm tháng có 7 triệu. Khó đúng không? À. Cái này nhanh hơn đúng không? Rồi hơn nữa là còn cơm nước nhà cửa, đi chợ, rồi tiền nhà không đủ ăn. Đâu có đủ, đâu có đâu đủ đâu. Ừ. Làm sao mà chị được có mua nổi được căn nhà? Ờ. Và bây giờ là muốn nhờ chương trình để giúp cho chị để cái... Bây giờ chú Việt Kiều mà đồng ý phát là mua nhà cho mình ở luôn. Là khỏe, đổi đời luôn. Đúng. Là chị thích muốn đổi đời. Được căn nhà thôi là chị làm, chị ăn, chị không có cần mà phải ở cấp dưỡng cho chị. Chị phải bắt là ngày tháng 5-3 triệu, 10 triệu cho chị như chị lấy. Thế thì hôm nay chị lên đây thì có nhiều người nói là chị đi tìm hạnh phúc hay là chị đi tìm vật chất. Chị sẽ giải thích làm sao? Chị đi tìm cái bờ vai để chị dựa, nương tựa. Cả bờ vai, cả vật chất? Cả cái bờ vai để chị nương tựa. Nói chung là cả về mặt tinh thần, cả về kinh tế luôn. Đúng. Chị đâu có đòi hỏi cao đâu em. Chỉ cái chị là có nhà. Trời ơi. Việt Kiều mà mua được căn nhà nhỏ thôi là cũng mình cũng Việt Kiều nè, có nhà nè, lương mấy chục triệu mà không à. Cao nữa trời ơi. Mấy chục triệu mình đâu có lấy hết được. Bình thường đúng không? Bình thường mình. Vậy là quá cao rồi chứ không phải không cao đâu. 2 triệu tháng là mình cũng đủ xài, thì miễn là mình đủ có mình xài thôi. Ừ. Nhưng mà anh nào Việt Kiều nào lấy mình là phải mua nhà cho mình. Trời ơi. Còn không có nhà thì bảo lãnh tôi đi về bển luôn cũng được. Bảo lãnh qua bên Mỹ rồi làm gì bển? Đi qua bển đi làm, mình còn sức lao động mà. Ồ. Chị trò chị làm lao động mà chị làm nặng nề lắm đó. Trời thấy ơi. Thấy cái tướng chị vậy chứ chị làm làm dữ không? Lắm đó. Ừ, thế bây giờ chị có lời nào muốn nhắn gửi tới chú Thủy Việt Kiều Mỹ không? Thì bây giờ chị cũng nói là với chương trình là gửi lời là với anh Thủy là em muốn kết bạn với anh. Ừ. Nếu được, nếu anh có rồi. Thấy mà thấy hình em trên mạng mà thấy có thích được ừ. thì
cho số điện thoại để liên hệ. Rồi, nếu mà anh Thủy mà phải, chú Thủy mà đồng ý thì chị sẽ sao? Đồng ý thì chị chịu. Nhưng mà bây giờ chị ý là chú Thủy 20 tuổi, 23 tuổi đó, mình nói sao cho chú Thủy? Chị không ý mình nói sao để cho chú Thủy chú ấy đồng ý? Chị không ngại tuổi, chị thích người lớn tuổi. Rồi, nếu mà chú Thủy đồng ý thì mình hứa làm sao? Thì mình hứa thì mình nếu mà được thì ảnh bước tới chỉ gia đình chị thì chị chịu chứ. Em chỉ cần là anh mua cho em một căn nhà. Rồi cái gì nữa? Ý là mình cứ chia sẻ bản thân đúng thì, tâm tư nguyện vọng đi. Anh Thủy anh cũng nói là nếu mà anh được lòng người nào thì ảnh sẽ mua nhà ở đây với ảnh, là kết hôn với ảnh rồi làm với tòa nhà. Nhưng mà chị hôm nay chị lên clip này là mấy anh trai ở Việt Nam là hơi buồn á. Trời buồn thì chịu, bây giờ chị xin lỗi. Chị xin lỗi cộng đồng mạng là các anh trai thông cảm cho chị đi. Vậy xin lỗi các anh trai ở Việt Nam luôn đi. Đúng rồi, thì chị xin lỗi các anh trai ở Việt Nam. Chị quá khổ. Em chỉ chọn Việt Kiều Mỹ thôi, em xin lỗi các anh. Trời. Rồi, cũng hơi căng đấy nhá. Trời ơi, bây giờ đang buổi trưa nắng mà tụi em thì bụng thì đang đói cồn cào. Mà em gặp chị nó em thật em hoa mắt chóng mặt luôn á. Bây giờ chị biết rồi đó, gần 1 giờ rồi, chưa ăn cơm gì hết. Trời thì nắng, bụng thì đói. Mà gặp chị nữa em muốn xỉu luôn á. Chị, em ngồi trong mát mà em còn la thang. Trời ơi, mát gì mát mà em nói chuyện với chị em áp lực quá. Số của em ơi, chị đi 60 số. Em nói chuyện với chị em áp lực quá. Tại vì yêu cầu nó hơi cao. Giảm giảm chút được không? Thí dụ như bây giờ anh Thủy không có duyên với mình thì mình coi như là Việt Kiều, mà anh nào có duyên thì mình chịu. Là vẫn giữ quan điểm là phải chọn Việt Kiều. Việt Nam không chơi. Việt Nam là miễn tiếp. Không chơi nghe. Nghỉ chơi. Nó nặng quá. Việt Nam là nghỉ chơi. Việt Nam thông cảm cho. À thông cảm dùm ha. Chúng ta không có duyên. Đúng rồi. Rồi, cũng hơi căng à. Quá trời quá đất rồi, giờ em nói như vậy rồi chị vẫn không bớt được chút nào hả? Vẫn không giảm giá chút nào đúng không? Chị nói một là một. Vẫn giữ quan điểm như thế. Đúng là thứ nhất là tiêu chí thứ nhất là Việt Kiều Mỹ. Thứ hai là phải mua nhà cho mình. Hai vợ chồng đứng tên. Và thứ ba là thu nhập là khoảng tầm mấy chục. Không cần mấy chục. Hai mấy ba chục. Không cần cái số đó đâu. Mười mấy triệu được không? Đúng. Tiêu xài trong gia đình là được rồi. Nhưng phải mua nhà đứng tên. Mà bây giờ ví dụ anh Việt Kiều Mỹ mà mua nhà mà đứng tên của anh không cho mình đứng tên, mình chịu không? Ủa, hai vợ chồng mình kết hôn với nhau mình phải có đứng tên chứ. Em nghĩ đứng tên mình ảnh dẫn đuổi mình ra nhà mấy hà mấy. Chơi bài chắc anh ha. Rồi, hơi căng, yêu cầu này hơi căng. Hơi khó. Hơi khó đó. Thì thôi, thì ở đây bây giờ dù sao bây giờ cũng 1 giờ trưa rồi, anh em cũng đang đói meo cả bụng rồi. Mà gặp chị nữa thì em cũng hơi hoang mang, nó cũng hơi khó, nhưng mà thôi anh em cũng là nhịp cầu nối. Thì hy vọng là nếu mà được theo cái tâm tư nguyện vọng của chị á, chú Thủy Việt Kiều Mỹ 74 tuổi mà đồng ý thì tốt. Còn nếu không đồng ý thì tùy duyên ha. Dạ, tùy duyên. Chị đồng ý không? Đồng. Rồi hôm nay lặn lội quãng đường xa xôi lên đây có vui chưa? Vui. Gặp vui. Em là chị vui. Vui. Lên đây gặp em thì vui cười gái. Thôi, trong mạng nó thấy em mà chị cũng thấy có cảm tình à. Rồi, cảm ơn chị đã tin tưởng chương trình của anh em và lên đây tham gia. Thay mặt anh em cũng chúc chị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, bình an, đặc biệt sớm tìm được một nửa yêu thương của mình. Tuy rằng một nửa đó nó hơi căng, hơi khó, hơi cao đó, nhưng mà thôi vẫn có hy vọng nhá. Nếu mà không được thì cứ xem là một giấc mơ đi. Ok không? Rồi, hôm nay chị lên đây chỉ có cam kết tất cả những thông tin mình chia sẻ là đúng và mình chịu trách nhiệm trước pháp luật với những thông tin mình đã chia sẻ không? Có. Chị có đồng ý cho mọi người cũng như các bên liên quan sử dụng hình ảnh, video và thông tin của mình để chia sẻ lên không gian mạng và các nền tảng mạng xã hội khác nhau, cam kết là không gỡ xuống, chị có đồng ý không? Đồng ý. Đồng ý ha. Chia sẻ khắp cả thế giới xem á, Việt Kiều Mỹ, Đức, Canada, Úc thì xem hết á. Và không gỡ xuống ha. Dạ. Rồi đồng ý ha. Rồi, thì bây giờ để kết thúc video một lần nữa, chị có lời nào muốn nhắn gửi tới chú Thủy với Kiều Mỹ không? Nhắn gửi với chú Thủy. Anh Thủy ơi, nói một câu chân thành nhất. Anh Thủy ơi, em tên Trang. Em lên chương trình này muốn kết bạn với anh. Muốn tìm tới đây là kết bạn yêu thương với anh đó. Mà nếu mà anh có tâm, có ý gì là gửi ý với em á, thì anh sẽ nhắn lên với chương trình. Rồi sẽ lấy số điện thoại qua lại với em. Nếu mà em anh đồng ý thì em hứa là sao? Em hứa em sẽ làm vợ chung thủy. Rồi. Làm tròn trách nhiệm của mình. Rồi, xin cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đang đón theo dõi câu chuyện ngày hôm nay. Bây giờ buổi trưa nắng, anh em cũng đang đói và cũng đang rất là mệt rồi. Thì hôm nay cũng tiếp cái chị ngày hôm nay cũng khá là đặc biệt. Mọi người nghĩ như thế nào về câu chuyện này? Hãy để lại những lời bình luận góp ý, bấm thích, bấm theo dõi Trang để câu chuyện có nhìn đa chiều hơn nhé. Mấy chai nữa?
Hôm nay cô lấy 2 chai nữa. Cô lấy 2 chai, hôm trước giờ cô uống mấy chai rồi? Từ ngày cô uống là cô uống 6 chai là của cô hoàn toàn là xong. Bằng cái tình trạng cô không phải uống nữa, còn bây giờ là cô lấy cho em cô. Ồ, thế thì cô uống nó bớt nhiều rồi hả? Ừ. Cô uống 6 chai, cô uống 6 chai là bệnh của cô hoàn toàn là nói chung là ổn được 75-80%. Ồ, vậy là quá tốt rồi. Thế thì trước khi cô uống cái tình trạng bệnh cô như thế nào? Trước thì cô thì cái thứ nhất là đau cột sống cổ. Dạ. Đau nó bị thoái hóa ba đốt cột sống cổ với này ở lưng này nó đau ngang lưng. Thế rồi là nó đau xương hông, xong rồi nó đau xương đầu gối, xương chân. Dạ. Thế với này là nó kiểu là như là cái kiểu là nó đau cái dây thần kinh đấy, nói chung nó là đau chẳng hai chân này. Nói chung là cô bị vấn đề xong về chân khớp. Tay cảm giác là chân tay nó cứ như là tê bì ấy. Dạ. Thì cô uống chai thứ nhất, đến chai thứ nhất là nó đau già lên, nó đau già nhiều lắm, đúng rồi, nó tông thuốc là chưa quan thua gì cả. Dạ. Xong rồi cô uống đến chai thứ hai thì hôm ấy cô gọi 2 chai để cô uống chai thứ nhất. Dạ. Thì không ăn thua gì mà nó lại đau già lên. Dạ. Thế cô uống đến chai thứ hai thì được một lửa nữa thì là tự nhiên nó cảm giác nó nhẹ mà cái cột sống cổ này là quay đi quay lại. Dạ. Nó dễ dàng rồi, trước kia cô chỉ quay bên trái chứ không quay về bên phải. Ồ, lần trước cô cũng bị nặng đấy. Thế mà cúi lên cúi xuống, thế mà cái đầu gối cô này là cô đi tế hay cô đi múa là nó ngái, nó khó chịu như bây giờ, đảm bảo là cứ đứng hàng trên luôn. Ủa, vậy quỳ là tốt. Đi tế, đi cô. Múa, quỳ đứng hàng trên rồi, luôn. Thế thì cô uống được 3 chai là nó bớt từ từ rồi ha. Uống đến cuối chai thứ hai, đến nửa chai thứ hai thì bắt đầu với bệnh mới bớt nhé. Xong là cô uống đến chai thứ sáu là nói chung là giờ là hoàn thiện. Dạ. Thế bây giờ cô gọi 2 chai này là cô cũng gọi cho em trai cô. Rồi con cảm ơn cô, trước hết là con chúc mừng cô nhá. Đó, cái vấn đề xương khớp nó cũng cực lắm, như vậy là quá tốt rồi. Giờ là cô ở đâu, tỉnh nào? Cô ở Thái Bình. Thái Bình rồi. Vậy thì con cảm ơn cô nhá, cô uống tốt như vậy thì cô giới thiệu cho con ha, để cho mọi người biết. Rồi con chào cô. Để con giao cho. Dạ dạ. Gửi ngay nhá. Dạ dạ.